Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đề xuất kế hoạch nhiều điểm liên quan việc ngừng bắn và xây dựng một khu vực phi quân sự, DMZ, ở Ukraine và Nga. Một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với tàu khu trục Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra chung giữa Canada và Mỹ qua eo biển Đài Loan. Chính giới Nga hôm qua đã nêu điều kiện để nước này tham gia trở lại hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Á lần thứ hai, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU đề xuất một mối quan hệ đối tác chân thành với 5 nước trong khu vực này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia kêu gọi các quan chức quân sự và quốc phòng trên thế giới đang tham dự đối thoại Shangri-La ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Ông cũng đề xuất kế hoạch nhiều điểm liên quan việc ngừng bắn và xây dựng một khu vực phi quân sự, DMZ, trong khoảng 15 km từ vị trí của các bên. Khu vực phi quân sự này sẽ được giám sát bởi các lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại các vùng lãnh thổ đang gây tranh cãi giữa Nga và Ukraine do Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm xác định một cách khách quan mong muốn của đa số cư dân ở các khu vực tranh chấp này. Đề xuất của Indonesia được đưa ra sau chuyến thăm mới đây của Tổng thống Joko Widodo tới cả Nga và Ukraine, trong đó ông đề xuất Indonesia sẽ làm trung gian hòa giải giữa các bên và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với tàu khu trục Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra chung giữa Canada và Mỹ qua eo biển Đài Loan. Theo đó, một tàu của Hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang mũi khu trục hạm USS Trung Hun khi nó và tàu Mongolian đi qua eo biển Đài Loan ngày 3 tháng 6. Chỉ huy tàu Mongolian, thuyền trưởng Paul Mafford mô tả đây là hành động không chuyên nghiệp. Khi nhận thấy tàu Trung Quốc thay đổi hướng đi, Mafford cho biết thủy thủ đoàn đã liên lạc với tàu Mỹ và đề nghị họ di chuyển nếu không sẽ xảy ra va chạm. Phía Mỹ phản ứng bằng cách yêu cầu Trung Quốc tránh xa con tàu, nhưng Trung Hun cuối cùng vẫn phải đổi hướng và giảm tốc độ để tránh tai nạn. Tàu Trung Hun và Mongolian hoạt động cùng nhau gần một tuần ở Biển Đông trước khi đi qua eo biển Đài Loan. Global News cho hay đã nhiều lần chứng kiến các tàu chiến Trung Quốc theo sát tàu Canada trong quá trình này. Theo Mafford, Trung Quốc đã cảnh báo cả tàu Canada và Mỹ qua hệ thống vô tuyến rằng họ đang đi vào lãnh hải nước này, mặc dù nhiệm vụ tuần tra chung diễn ra ở vùng biển được quốc tế công nhận. Tôi hy vọng đó là một sự cố tương tự sẽ không xảy ra thêm lần nữa với chúng tôi, bởi chúng tôi có luật pháp quốc tế đứng về phía mình, ông nói. Đây là vùng biển quốc tế. Trong một tuyên bố gửi tới Global News, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada khẳng định lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi cũng như giám sát cả hai tàu một cách hợp pháp và chuyên nghiệp. Các quốc gia có liên quan đã cố tình khuấy động những rắc rối và rủi ro eo biển Đài Loan, phá hoại hòa bình và ổn định khu vực một cách ác ý, Chen Weili, phó giám đốc bộ phận văn hóa và báo chí của Đại sứ quán Trung Quốc viết. Ông cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả kiên quyết mọi mối đe dọa và khiêu khích. Chuyến hải trình lần này diễn ra vào ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La 2023, diễn ra tại Singapore ngày 2-4 tháng 6. Ông Austin nói rằng mạng lưới quốc gia thân thiện của Mỹ ở châu Á sẽ chống lại hành vi cưỡng ép, đặc biệt ở eo biển Đài Loan. Ông khẳng định Mỹ cam kết duy trì hiện trạng ở Đài Loan và phản đối những thay đổi đơn phương từ cả hai bên. Trung Quốc hơn nửa năm qua tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh cho là một phần không thể tách rời của lãnh thổ và tái thống nhất chỉ là vấn đề thời gian, kể cả bằng phương án quân sự. Chính giới Nga hôm qua đã nêu điều kiện để nước này tham gia trở lại hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START. Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết, Nga có thể cân nhắc nối lại việc thực thi đầy đủ nếu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào nước này. Ông Ryabkov cũng cho rằng, các biện pháp đáp trả của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến hiệp ước New START làm trầm trọng thêm tình hình kiểm soát vũ khí trên thế giới. Trước đó, Mỹ cho biết nước này ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết theo quy định của hiệp ước New START từ ngày 1 tháng 6, trong đó có thông tin cập nhật về vị trí tên lửa và bệ phóng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Á lần thứ hai, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU đề xuất một mối quan hệ đối tác chân thành với 5 nước trong khu vực này gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan, những nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Đây là chuyến công du thứ hai của ông Charles Michel tới Trung Á kể từ tháng 2 năm 2022. EU là nhà cung cấp viện trợ hàng đầu ở Trung Á với 1,1 tỷ euro trong giai đoạn năm 2014 đến năm 2020. EU cũng là đối tác đầu tư chính của các nước Trung Á sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Theo giới quan sát, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU dành sự quan tâm ngày càng lớn đối với các quốc gia Trung Á nhằm vận động và lôi kéo các nước này ra khỏi vùng ảnh hưởng của Nga. Trên thực tế, cho dù ảnh hưởng suy giảm, Nga vẫn tiếp tục là quốc gia có vị thế tại khu vực.
EU hoài nghi các nước Trung Á đang giúp Nga né tránh những lệnh trừng phạt của phương Tây dù họ luôn phủ nhận. Hơn nữa, châu Âu cũng sốt ruột khi thấy Trung Quốc đang tăng cường hiện diện ở đây, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Iran ngày càng tích cực thúc đẩy quan hệ và chính sách ngoại giao với Trung Á. Ở chiều ngược lại, đối đầu Đông Tây đang gia tăng cơ hội cho các nước khu vực Trung Á nâng cao vị thế quốc tế, thu hút những nguồn đầu tư mới và tăng cường hợp tác an ninh từ các đối tác mới. Cuộc họp cuối tuần này được tổ chức chỉ 2 tuần sau hội nghị thượng đỉnh chưa từng có giữa lãnh đạo 5 nước Trung Á và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Tây An, Trung Quốc. Mục tiêu của đất nước gấu trúc là muốn đặt khu vực này vào trung tâm của con đường tơ lụa mới, một dự án hạ tầng cơ sở và kinh tế có quy mô đồ sộ. Trung Á đang trở thành tâm điểm của nhiều vận động ngoại giao quốc tế. Ngoài giới lãnh đạo châu Âu, Trung Quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã thăm Trung Á trong những tháng gần đây. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.